Rồi, bên xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với Volleyball VCT trên YouTube. Để nói đầu tiên thì cho bạn gửi lời chúc sức khỏe, lời chúc may mắn đến tất cả anh em. Và cũng chúc cho anh em có một ngày thứ tư làm việc đầy hiệu quả và tràn đầy năng lượng chia sẻ với mọi người. Thì ở clip này bạn xin phép được chia sẻ và thông báo đến mọi người những thông tin liên quan đến giải bóng chuyền 445 đền Trung Tín lần thứ hai năm 2022. Giải đấu được diễn ra tại thôn Yên Bình, xã Quang Lộc, Can Lộc của tỉnh Hà Tĩnh. Và giải đấu này thì theo như chia sẻ của ban tổ chức thì có cỡ cậu giải thưởng là giải nhất là 20 triệu, giải nhì là 10 triệu và giải ba là 5 triệu, cùng với ba giải cá nhân cho các cá nhân có thành tích tốt nhất ở giải đấu này, gồm có giải thưởng cho vận động viên tấn công xuất sắc, vận động viên toàn diện và vận động viên chuyền hai xuất sắc. Thì được thêm giải đấu này thì ở lần 1 thì giải đấu đã có 8 đội bóng tham gia và chức vô địch đã thuộc về tem của đội chủ nhà với sự góp mặt của Thái Nguyên, của Đình Luân, của Mỏ Hồng và Lê Văn Thành. Đối thủ họ trận chung kết của giải lần 1 đó là FC Sông Quê của những Bùi Văn Cường, thầy giáo Ánh, mũi nhanh Lê Văn Xuân và chuyền hai kiếm phạt bóng Huy Con. Với trận chung kết thi đấu trong 3 hiệp thắng 2 và chiến thắng may mắn thuộc về team chủ nhà. Đó là những thông tin nhanh về giải đấu này ở lần 1. Còn theo như chia sẻ của ban tổ chức giải ở lần 2 thì ở lần 2 thì ban tổ chức đã chuẩn bị kỹ càng và chu đáo hơn. Ở giải năm nay thì ban tổ chức không đăng ký điều lệ để cho các đội từ đồng đăng ký mà ban tổ chức để nhằm có được giải đấu chất lượng thì tất cả các đội bóng năm nay đều là do ban tổ chức tiến hành chọn lựa và chọn ra. Chính vì thế mà chất lượng của giải đấu năm nay theo như thông tin ban nhận được là cực kỳ tuyệt vời. Tính đến thời điểm này, hôm nay là ngày 27 tháng 10 năm 2022, thì ngày hôm nay chỉ cách ngày diễn ra giải chỉ còn tầm hơn 3 ngày nữa thôi. Thì thông tin bên vừa cập nhật từ trưởng ban tổ chức là ông Thanh Quyết, thì đến thời điểm này thì ban tổ chức đã chọn được những cái tên để tham gia vào giải năm nay. Những cái tên đó thì bao gồm 5 cái tên, và như vậy thì ban tổ chức đã chỉ lấy 5 đội và sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm một lượt và chọn ra hai đội có thành tích tốt nhất để vào thi đấu chung kết. Năm nay thì giải sẽ chỉ thi đấu trên một sân thôi. Năm ngoái thì là hai sân, năm nay thì một sân và vẫn ở đền Trung Tín của thôn Yên Bình, xã Quang Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh. Thì năm cái tên mà mọi người đang chờ đợi như sau. Năm cái tên tham gia đó gồm cái tên thứ nhất đó là FC chủ nhà, FC đền Trung Tín. Cái tên thứ hai là FC sông Quê. Cái tên thứ ba là Gim Diamond. Cái tên thứ tư là FC Kiên In. Và cái tên thứ năm là cái tên của Chí Bầu Mỹ Anh. Vừa rồi thì bạn vừa cập nhật cho mừng mọi người 5 cái tên sẽ tham gia giải lần 2 năm 2022 năm nay. Đó là chủ nhà Trung Tín, Sông Quê, Gim Diamond, Mỹ Anh và Kiên In. 5 đội sẽ thi đấu vòng tròn. Và danh sách cụ thể các ngoại binh của các đội như sau. Về FC chủ nhà đền Trung Tín, chúng ta sẽ có sự hiện diện của Dương Ngọc Danh, Mỏ Hồng của câu lạc bộ Hà Tĩnh cùng với người đội trưởng Trần Đức Hạnh, bên cạnh chuyền hai Đình Luân, cựu chuyền hai của quân khu 4, và vị trí thứ tư đó là Thái Bá Nguyên, Nguyên Ba Đùi, chủ công toàn diện của bóng chuyền Nghệ An. Đó là những cái tên của tem chủ nhà Trung Tín. Cái tên thứ hai đó là FC Sông Quê. Thì FC Sông Quê đến với giải đấu này với những vận động viên cũng cực kỳ chất lượng như là Bùi Văn Cường, như là Quản Trọng Nghĩa, chuyền hai Huy Con, phụ công đội tuyển quốc gia Vũ Ngọc Hoàng và chủ công Xuân Đức. Đấy, hứa hẹn là một tém cực kỳ mạnh. Năm ngoái thì họ đã thiếu may mắn và về nhì. Năm nay họ đang đặt rất nhiều cơ hội để có thể đăng quang giải đấu này ít nhất là năm nay. Đó là những gà chiến của tem Sông Quê. Cái tên thứ ba đó là Gim Diamond.
Kim Diamond thì mọi người cũng đã biết rồi, nó là của Bảo Dương và của Phú Cát Ca. Team Kim Diamond thì đã chào hàng trên volleyball ở hai giải đấu là Nam Sport về nhì và giải của chị Mỹ Anh vừa rồi. Cả hai lần tham gia thì đều đến với những vận động viên của màu áo biên phòng như là Ngọc Thuần, như là Duy Tuyến, Dũng Lai, rồi là Bùi Văn Cường. Nhưng mà năm nay do quân đội là sự kết hợp của thể công và biên phòng đang có chuyện tập huấn tại Thái Lan, cho nên những gà chuyện của Kim Diamond năm nay sẽ rất khác biệt. Đó là những vận động viên ưu tú của bóng chuyền đồ như là Tú MC, Quỹ MC, Trường 2000, Truyền hài Đăng Móm và cái phát bóng là Dũng Lai. Đó là những cái tên của Kim Diamond sẽ chinh phục giải bóng chuyền đền trung tín năm nay. Một sự thay đổi hoàn toàn của Bầu Dương cũng như là Bầu Phú Kaka. Năm nay thì họ chiếu mộ toàn hào thủ của bóng chuyền đồ thôi. Và giải đấu này cũng là giải đấu 4-4 nữa. Cho nên đó sẽ là sở trường của những Tụ MC, Quỹ MC, hay là Đăng Mòm, hay là Trường 2000 và cả Dũng Lai nữa. Đó là cái tên thứ ba. Cái tên thứ tư tham dự giải đấu này đó là FC Kinin của Bầu Kiên, với những cái tên như Lê Thanh Thành, vận viên cao đến 1m96, Chiến Hái Chiến Kê Chiến Lạc, Dung Nhỏ của Hà Tĩnh, Anh Thiền của Nghi Xuân, Thái Sang của Quảng Bình và Hot Boy Sơn Hải của A1 Quảng Nam. Còn cái tên cuối cùng, cái tên thứ năm mang tên tem của bà bầu Mỹ Anh đến với giải đấu này gồm những cái tên như sau: người đội trưởng của câu lạc bộ Hà Nội Lê Đức Thuần, ông vua hồi làng Thạch Đen, vận động viên điển trai và rất đa năng của bóng chuyền Kỹ Anh Trần Pháp Anh, người chim thắng con, hoàng tử bóng chuyền người Ai Nam Văn Công và thủ lĩnh bao trừng Trương Đạt Đạt Đen. Đó là những cái tên của FC Mỹ Anh. Vừa rồi thì bạn vừa thông qua cho mọi người tên của giải đấu, địa điểm thi đấu và năm cái tên cũng như là các hào thủ có mặt của giải bóng chuyền đền trung tín lần thứ hai năm 2022 diễn ra tại thôn Yên Bình, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, diễn ra một ngày duy nhất, ngày 30 tháng 10 năm 2022. Đó là những thông tin rất mới và rất nóng hổi em vừa cập nhật từ ban tổ chức giải để công bố cho mọi người xem. Đáng lý ra thì video này bạn sẽ lên một video rất là chỉnh chu, gồm có cả hình ảnh và dữ liệu của các đội để đăng tải cho mọi người được dễ hiểu. Nhưng do ban tổ chức, cụ thể là ông Bầu Thanh Quyết, muốn video này phát sóng một cách sớm nhất đến tất cả anh em để cho anh em khỏi tò mò và thắc mắc ở trên Facebook, cho nên đã yêu cầu bạn làm ngay video này mà không cần sử dụng hình ảnh để minh họa, mà chỉ cần còn tiếng nói và chia sẻ như thế này để cho mọi người được cập nhật sớm nhất, cho nên là chất lượng video nó cũng chưa được thật tốt. Bạn thì vẫn muốn một video chỉnh chu có cả hình ảnh và thông tin đi kèm ở dưới video để cho những anh em mặc dù họ đang đi làm không thể nghe được bèn nói thì có thể nhìn vào chữ ở trên màn hình. Nhưng mà do quá cập rập, ban tổ chức là Bầu Thánh Quyết vừa mới gọi cho bèn xong, bảo là muộn video lên sóng ngay bây giờ, cho nên bèn sẽ tranh thủ vào bàn làm việc và làm luôn video này để gửi đến cho mọi người xem. Cho nên là chỉ có thể nói chuyện và kể cho mọi người những thông tin như vậy chứ chưa làm được hình ảnh, nên là khi video lên sóng thì rất mong mọi người hiểu và thông cảm cũng như là đón nhận video của bạn. Những mọi thắc mắc về giải đấu này hay là những thông tin liên quan có cập nhật tiếp theo, bạn sẽ nói chuyện và trao đổi trực tiếp của mọi người vào buổi livestream ở vào TikTok vào lúc 2:14 chiều ngày hôm nay ở trên TikTok của Volleyball BCT. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Cũng xin nhắc nhở với mọi người ai chưa đăng ký kênh Volleyball BCT cả trên ba nền tảng, đó là Facebook,
là TikTok và YouTube thì cho bé xin một đăng ký kênh để chúng ta nhận được thông báo về những giải đấu hồi làng trong thời gian tới, và đặc biệt là giải mà bạn đang nhắc đến ở đây, giải bóng chuyền nam tranh cúp 44 đền Trung Tín lần thứ hai năm 2022 tổ chức tại thôn Yên Bình, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh vào ngày một ngày duy nhất 30 tháng 10 năm 2022. Giải đấu quy tụ 5 cái tên tham gia và thi đấu vòng tròn một lượt, chọn ra hai đội có thành tích tốt nhất để vào chung kết để giành giải thưởng tập thể. Giải nhất 20 triệu, giải nhì là 10 triệu và giải ba là 5 triệu cùng với ba giải cá nhân: vận động viên tấn công xuất sắc, vận động viên toàn diện và vận động viên chuyền hai xuất sắc. Thì cảm ơn sự theo dõi của tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo ở trên Volleyball. Còn bây giờ xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!